chào các bạn ạ. Bây giờ là sáng sớm, mình mới dỡ cái lợp lên, ở cái vó lên. Các bạn coi nè, tép không à, quá trời luôn. Tép bự không? Ở đầm ở trắng là tép, là loại tép bự như này nè các bạn. Nó bự lắm, nó gần bằng ngón tay út mình luôn á. Các bạn thấy không, nó bự lắm. Tép thì ôm lên là số 1 luôn nè. Đã ghê các bạn. Hôm nay tính đi câu, Long kêu là hôm nay đi câu mà đang chờ mấy ông chưa có ngủ dậy nữa, mình thì dậy sớm rồi. Cũng được nhiều chứ các bạn ha. Này sẽ đi câu các bạn ạ. Đi câu một cái địa điểm này. Quay lại cho các bạn xem. Không đi đâu xa, ở trong đầm ở trắng hứa bạn ơi. Giờ dịch thì mình không có đi được, không có đi đâu được hết. Chỉ em chồng trong đầm ở trắng thôi. Mình với lại anh em các bạn sẽ chào cả nhà. Hôm nay mình với lại Chuột và Long đi câu cá. Theo ý kiến của một số anh em thì nay do là dịch Covid nên anh em không có đi câu được. Mình thì ở ngay đầm ở trắng cho nên là cả nhà kêu là câu clip chia sẻ lại cho mọi người xem cho đỡ buồn. Thì hôm nay có một cuộc đua nho nhỏ giữa Tí Chín Ngón và Long Xui. Đấy, xui chưa? Xui hay không xui thì lát nữa mình mới biết được các bạn ơi. Thì có một cuộc đua nho nhỏ đó. Chuột thì móc một cái lỗ bên đây. Đó. 30 chưa phải là Tết mà. Chuột móc một cái lỗ bên đây. Còn Long thì móc một cái lỗ bên đây. Đó. Bây giờ là xem là ai câu cá giỏi nhất. Có cá à các bạn ơi. Cá gì chuột? Phi. Nặng dữ hả? Sao lôi lên. Chạy cần của cậu đó. Không dòng rồi sao lôi lên rồi các thả thả cho nó. Giữ đi. Ù bự á. Kẹt luôn rồi. Bỏ đi câu cái rô mà dính cái bự bự rồi chết rồi. Đưa cái đọt, cho anh Long kìa. Để Long kéo lên. Cá phi bự luôn các bạn ơi. Trời ơi. Chuột làm được con cá phi đầu tiên rồi nè. Anh Long ơi, coi sao làm ăn đi sao đi chứ kỳ vậy. Cá của Long ăn các bạn. Đang đu đưa. Đó. Giúp. Chạy. Cái gì? Cái chạy. Cái chặt ra. Ngon. Nè. Này lại đập đi. Giữ chặt á. Bớt lại. Một con. Chặt lấu. Đâu rồi, cái thùng. Này chặt gai ông ơi. Gai. Ủa này là lúc nãy chưa giao là tính số lượng hay tính con vậy? Tính con à? Lòng kìa tính con. Tính con đúng không? Ok. Từ từ, cái mới có 15 phút được cái coffee là ngon rồi phải không? Đây nhiều cái chạch lắm. Tính số lượng con là có khi chuột lên bảng. Lòng thì thua 2 set rồi đúng không ta? À chuột. Mới có 3 set hả? Không rồi, chỉ gì gọi là để xem hôm nay có đổi biệt danh không chứ hôm bữa là Long Cua chuyển qua Long Xui, hôm nay không biết là Long Hên không? Tính con mà, cái câu nhiều con là tính tiền thôi. Ok.
đây nhiều cá trạch lắm. Ê, sẵn anh xuống anh thăm cái núi rắn coi. Mới đặt thôi các bạn ơi, mới đặt ngày hôm qua đó. Hôm qua anh em đi lấy cước vó tép rồi sẵn rồi đặt đây luôn, không có động tĩnh gì hết các bạn ơi. Cái gì sao nó dính lên cái cây ta, từ mình qua coi nha. Ủa cái gì đây, nó dính qua bên góc bên đây, mình tưởng không dính. Ủa mới dính không, từ từ hả, nó coi cái gì hả. Trời ơi các bạn ơi, cũng dính rồi đó, mà dính ốc sên nha. Trời ơi, dính vào ốc sên thiệt tình, làm hết hồn rồi. Có dính, dính được có ốc sên ăn không, gì nữa vậy, dịch cây dính mà dính cho lên luôn. Từ từ gãy cân từ dính rau rồi, dính rau rồi, gãy cân cừ cái cần ống mà ống không cái cần đó. Không cà phê, cà phê 2 mùa rồi các bạn. Con này cũng đâu có nhỏ đâu, cái này bự rồi các bạn, con loại chuột nhỏ hơn chạy đâm lại cầm này dãy rồi. Con này nhỏ hơn con của chuột, nhỏ hơn con của chuột. Rồi em mồi tép này các bạn, để lát cô có rô này, nãy cất cái bó lên các bạn, có được ít tép, có lát thử ít tép nè. Cà phê không ta? Đây cà phê cái tê cái rô rồi. Trong mình cà phê bao la. Ừ. Mình cà phê nhiều lắm. Thì số là 21 nha, số chuột im lặng cái chuột. em cho vài gọi là vài câu về bình luận về cái pha giật bay nóc của Long. Em 30 chứ phải là Tết mà. 30 chứ phải là Tết. Sao? Cần thủ Úc ấy qua tí chín ngón thì bình luận là 30 chứ phải là Tết các bạn. Còn Long có vẻ đang rất là thoải mái. Xong Tết rồi. 30 xong Tết à? Chắc thiệt á. Đi nuốt đi. Từ từ bình tĩnh. Chuột đang chờ đợi. Chú các bạn ơi, hôm nay các bạn hơi im lặng em. Cái gì? Còn sớm à? Còn hiệp hữu nữa mà. Không, bây giờ anh em mình đúc kết cho chuột chọn thời gian đi, câu khoảng bao nhiêu lâu? Tầm nửa tiếng nữa đi. Rồi, vậy là tổng cộng là 1 tiếng nha. Rồi. Nãy giờ câu khoảng nửa tiếng các bạn ơi, bây giờ mình câu thêm nửa tiếng nữa là 1 tiếng đồng hồ. Phân cao thấp giữa hai cường thủ. Khi mới cùng cài trọi những cái lỗ của chuột cơ. Vậy là không được rồi, anh làm trọng tài nha. Cái này cá chặt thiệt cá Long ơi. Ui sao lại giật trời. Nó đưa từ nãy nhờ. Vậy mà đòi thắng. Này là chưa được rồi chuột ơi. Chuột. Anh còn non và xanh lắm. À, anh còn non và xanh lắm. Cá chặt nó ăn mà giật vội vậy là thua các bạn ạ. Nó nháy hoài á. Cá chặt à. Nhiều con nó nháy vậy cho nó nút ra mụn rồi. À. Một pha biện minh của Long còn xanh, hay gọi là Long xanh. Nhưng mà tỷ số vẫn là 2-1 chuột ạ. À. Em vẫn đang thua ấy nha. Trời, chưa sao còn hiệp phụ mà. À. Không có hiệp phụ đâu ạ, à. Còn nửa tiếng thôi, không có hiệp phụ đâu ạ. À. Lát đòi hiệp phụ không được đâu. Không, cái hiệp phụ không hay cá. À. Cá chuột ăn rồi các bạn ơi. Ăn lâu gì kỳ, cá gì không biết, chắc cá con quá. Đưa vào trong bụi nó thì cá tê á. Kê nó hay thằng bụi lắm. Nó lừa ở trong không? Ăn nó thấy im ru à?
đó 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 đó. Đứng giật, có chuyện nó xảy. Rồi. Hai đều các bạn ơi. Cà phê nữa. Quá trời. Ê, phao đâu, phao long đâu. Ở kia, long, phao đâu. Còn hả? Đang, cần gỗ của long cũng ăn. Từ bình tĩnh ông ơi. Im ru rồi Long ơi. Chén đi Long ơi. Chuẩn bị rửa chén ăn cơm xong chuẩn bị rửa chén Long ơi. Chén ngoài gì? À. Cái này gọi là thì nó đĩa. Bây giờ có nhận thô trước chưa? Nhận thô trước thì có gì? Bây giờ nhận thô trước thì lát anh phụ rửa chén cùng. Còn mà không nhận thô lát rửa chén, nếu mà thua là rửa chén một mình luôn. Không, hai đều. Hai đều đúng không? Anh em đang câu nhưng mà kêu là thôi để đó đi thăm mấy cái lưới rắn các bạn ơi. Nãy giờ chắc là chưa, do là nắng quá. Cái cây này cây đúng đỉnh là có nhiều người ta lấy ta làm thuốc á. Làm thuốc đúng rồi. Cây nó ngứa lắm á. Mà cái trái nó ngứa. Cái này ngâm đúng không? Đúng rồi, để ngâm rượu làm thuốc á. Cây đúng đỉnh đó các bạn. Nhưng mà mình không hiểu rõ về thuốc lên là mình chỉ biết đó là cây đụng đỉnh thôi à, còn đó cái chức năng của nó làm cái gì thì mình không biết. Không có. Im ru. Để mấy ngày. Mình mới mà. Mới hôm qua. Ừ. À, sâu chuột nó hên dữ trời. Chuột thêm được một cái cà phê nữa các bạn. Thôi thì phụ gì nữa rồi. Nó đi thêm tắm về nó cũng có cá rồi. Mệt quá nhờ. Chưa á. Mấy cây số. Nãy giờ nó mệt rồi. Chuột như không muốn thắng ấy nhờ. Đáng nhường cho anh Long à. Sao Long giờ cho biết một chút xíu cảm nghĩ về khi mà về tới nơi chuột lên được một con nữa. Cạn lời rồi. Cạn lời hả? Rồi đem về rồi các bạn ơi. Tổng cộng hôm nay là được 4 con phi, 1 con trạch. Tỷ số là 3-2. Nghiêng về tí chín ngón. Long này rửa chén nữa. Ngon luôn. Thôi, về quán ơi. Về hội quán các bạn ơi. Trời nắng quá, nãy không có. Anh em mới về tới làm sơ cá các bạn. Làm lấy ruột ra xong rồi bây giờ mình nướng. Ăn nướng ngọt. Ăn với ngó sen, lá sen. Này Long đề xuất là thôi mình nướng đi, cái này kiểu này chắc lười rửa chén quá trời. anh kêu là hay là mình chiên đi, mình chiên với lại bứt rau rừng đồ này kia ăn. Long kia thôi mình nướng đi. Nướng xong rồi giờ mình há lá sen, xong rồi tắt con cá lá sen để ăn luôn, không phải chén. Không phải chén luôn hả? Không phải chén. Trời, chú câu con cá con nào con đầu tiên, con bự nhất kìa. Đây là con đầu tiên nè. Nhưng con này ngon nha, con này mới chất lượng nè. Cá chặt nó mới ngon các bạn. Con chặt gai nó ngon. Nó cứ cỡ đó nhiều lắm. Mấy cái rau thơm,
với lại khóc rồi các bạn. Các ăn kèm vô cho nó ngon. Đây lá sâm đất rồi các bạn. Lá sâm đất là làm sao chùa? Cái này về mình dò xong rồi mình luộc xong để ra tô là nó đông. À, này mình dò xong rồi cho vô tô đúng không? Bữa mang về trồng cái đầu chuột làm cho mình ăn. Giỏi lắm. Này giờ cho đâu cũng được, cho tô, cho dĩa, cho thon. Cho vô tô cái khoảng khoảng bao nhiêu phút chuột? Khoảng bao nhiêu phút là nó đông? 15 phút nó đông mà chứ không phải như cái lá sâm kia. À. Cái lá sâm kia là phải dò nang nó mới đông. Nhưng mà khoảng mình ăn nó hơi nhẵn nhẵn chút xíu nhưng mà nó đánh là ăn nó mát hơn có loại sâm mà kia. Này sâm đất nó ngon hơn. Nó ăn nó hơi nhẵn nhẵn. Ước lấy cái đọt sen. Các bạn xem bông sen con âm này, nó đẹp cũng khác không? Này. Đây. Này là sen con âm á. Còn sen thường ở trên kia. Đây sen quay lòng các bạn. Nhụy nó khác nha. Nhụy nó khác. Đây, trong này có những cái cánh nhụy này nó khác với cái sen thường. Đấy, cái cánh nhụy nó như vậy. Đây sen quang âm, nó khác với lại cái sen ta của mình các bạn ạ. Này sen ta của mình này nó không có cái gì đó đâu. Sen ta của mình đây nè, nó không có cái nhụy ở trong đâu, nó chỉ có như vậy thôi. Đó. Còn sen quang âm thì lại có cái nhụy này, cái nhụy nó đẹp rồi các bạn. Đó cái nhụy này các bạn, đẹp. Mà thơm lắm. Đó. Ô. Sao này? Ê, ok, vậy là được rồi. Đồ bếp lòng nướng không cháy nha. À, vậy là coi được coi như là thưởng một con gà đẹp nha. Không có con nào cháy. Không có con nào cháy, hay quá. Tuyệt vời. Rồi, đây nha. Rồi, đây nha. Mở nó xèo xèo. Không cháy nha. Mập luôn ha. Nãy mới câu về anh hai. Ok. Trời nướng heo quá. Ô, đẹp ha. Một con cá chạch ha. Dạ. Có con cá chạch à. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó. Thôi giờ cá ngon phải không? Anh hai làm lon bia đi. Trời. Mình xin phép mời cả nhà ăn cá nướng nha. Mời cả nhà ăn cá. Đâu? Ơi, cá phi nè. Để em thử. Câu hết sạch. Ô, con cá chạch. Rồi mình cũng làm lon bia với cùng anh em cho vui nha. Dạ dạ, em mời anh hai. Dạ. Mời cả nhà ăn cá. Rồi giờ này tháo cái con cá qua không bên đi. Để lát đi đường. Xén luôn chuột ơi. À, ủa miếng anh, một cái chạch. À, làm miếng chưa ơi. Mời cả nhà. À, mời. Ồ, mình bẻ miếng cá chạch cho coi. Má ngon. Lòng nướng khéo chứ hả? Quá đẹp. Trời ơi, đã. Rồi, rồi. Sao? Ngọt, mình chạch đồng nướng ngọt thật. Ngọt, nó ngon lắm. Lần thử có con cá phi à. Ngọt chứ. Các bạn phải ăn mới cảm nhận được các bạn. À, thì các bạn xem này. Y như cuốn bánh tráng luôn rồi còn gì nữa. Nó lá sen quá ngon em. Y như cuốn bánh tráng luôn rồi còn gì nữa. Chùa cho cuốn khéo à. Cái đọt sen này ăn nó hơi nhặn nhưng mà mình ăn thì tốt các bạn. Đúng rồi, ăn nó tốt. Chắc chắn chua các bạn. Mà nó có lá cóc vô nữa hơi chua. Ai mà có người yêu mà ăn vô cái có người yêu liền. Cái lá đó đó. Còn là một người khỏe hai người vui anh. À bây giờ vậy này mình làm thêm miếng cá chạch thì còn nóng hổi vừa khỏi về ăn đây. Quá ngon luôn. Đạt trời ta ngứa không? Trời nó có trứng nha các bạn. Có trứng. Nè. Đó, nó có trứng rồi nè. Trứng cá chạch. Đấy. À. Không quá. Tuyệt vời luôn. Cảm nhận. Nó bùi như trứng, nó thơm giống trứng cá rô á. Trứng cá rô. Bùi đúng không? Bùi. Cá rô phi thịt nó mềm nó ngọt ăn đã. Thịt phi thì nó nướng lên là ngọt là thầy rồi. Cá rô phi mình nấu cháo ngọt. Ủa các bạn thấy nè. Cá phi này là mình nấu cháo cho các bạn. Nấu cháo và thịt nó ngọt lắm anh hai. Ha. Nó con cá phi này hình như nó ngon ngọt hơn cá trê thượng. Ngọt cái giá thành tiền của nó không bằng mà nhưng nó dân giả hơn. Đúng rồi. Nó dân giả hơn. Nó đại trà, tại vì nó đại trà nó dễ hơn. Nó không cho phép được lên cái bàn tiệc. Ừ.
mà nếu mà cái ăn theo dân giả, ăn theo kiểu tự nhiên bắt là nó ok. Dạ. Cái con cá tê tượng mình chiên nó bánh tráng ngon hơn. Nó không cháy nhưng mà nó chín đều hết nha các bạn. Tại vì mình nướng lâu quá. Các bạn xem này. Nướng vậy là mới ngon chứ cháy rồi không được. Đây, nướng tới ngon nè. Tại mình nướng thời gian lâu quá. Đây, nó chín. Chín hết luôn. Mình không có cho nó nóng hổ. Hiếp lửa. Cho nên là nó chín từ từ nó mới ngon. Mình ăn cái vảy của nó luôn nè. Trời nó giòn. Là không bỏ gì nữa. Vảy ăn luôn. Đã quá. Trời nó giòn. Học chuột rồi. Tuyệt vời luôn. Thề quá thề. Mình nay cho phép mình được uống một lon thôi nha. Dạ đúng rồi. Còn mắc hợp cơ quan nữa nha. Dạ dạ. Hai cứ tự nhìn. Tự nhiên. Là cá phê. Rồi cóc với chua chua ăn với cá nó ngọt ngọt. Ăn với sen nó hơi chanh chát nữa. Là cuộc đời đắng cay ngọt bùi đầy đủ. Đắng cay ngọt bùi. Chua chát. Khó dễ hay dở. Lạ quá. Ngon quá hả? Nãy xuống đó cái ổ đó, ổ cá trạch đó, ổ của con Long á là ổ cá trạch đó. Ồ, đâu mà sao vô ngay. Nhưng mà giật vội quá. Ý là cá trạch nó ăn chậm lắm ha. Nó đưa qua đưa lại ông ta nóng người ta giật luôn. Ừ. Cái cũng được. Cá trạch ngọt lắm. Chuột đóng được 3 cá phi. Giỏi nha. Bên thì ăn cá thôi các bạn. Mời nha. Ồ. Tính là cái này là có mặn ngọt đắng cay ngọt chua cay chua đây gọi là đắng cay ngọt bùi đó. Ui, có miếng trứng cái chuột miếng trứng cái trứng này còn sống không ăn được đâu, để em ăn cho. Hồi nãy anh móc ra cái mà sao anh chấm xong còn nửa cái à? Thèm chưa thấy thiếu à? Là cốc ăn ngon lắm nha các bạn. Ăn nó chua chua đã lắm. Chua chua. Cái lá cốc này các bạn ở nhà á, mua hoặc là kiếm một cây các bạn trồng ở nhà, cái chậu nhỏ cũng được. Là ở da lá hoài mình ăn, nó chưa có bữa cơm hay là mình có ít lá cốc ăn đỡ ngán anh hai. Đúng vậy. Nó chua chua. Mình được cho muốn mình cho mấy cái lá này vào này. Nó chua chua nó thơm nước trong muốn lắm. Thôi mời các bạn ha. Làm thêm một cốc nữa cho nó đỏ mặt. Dùng môi đến hai. Đây chứ, đây còn một con cá chạch quá ngon này. Chấm miếng này nè. Đó. Hết sảy ha. Hết sảy luôn. Thiệt con cá này mình ăn ha, mình đừng sợ giơ tay. Dạ, đúng rồi. Thú vị là phải đang bóc. Bóc vậy đúng rồi, nó bóc nó ngon. Mới là coi là dân giả ha. Hay. Vậy. Đây bóc anh mình miếng nào. Wow, cho cái. Cho anh cái đồ hơn đúng rồi. Đúng. Trời ơi. Cho anh cái miếng bánh tráng. Bánh tráng đi chứ. Cho miếng lá cốc vô, cho nó bài bản vô. Đó. Chắc anh quên. Cho miếng cơm thơm đó. Sao mà quên được em? Đọc ha, đâu có miếng rau thơm nữa. Món của thầy mà sao quên được. Đó. Thế mà cả nhà, đây là cái cuốn gọi là không biết là gì nữa, nhưng mà nó cứ lung tung kiểu này ăn mới ngon các bạn. Tuyệt vời luôn ạ. Số 1 nữa. Ngon nó béo nó ngọt. Tính đây con cá rô phi này mấy cái chỗ còn dãi cũng ngon. Ăn luôn em, nãy cho anh ăn hết mà. Đây nè, còn dai. Nó đứng giòn hết mà. Anh đâu có nướng, nướng không bị cháy á. Ngon quá. Cá nó mập. Đây các bạn này, nhìn cái vảy của nó nè, nó vàng nè. Mà nó giòn đó. Cá nó mập, cái ngoài da nó còn mỡ. Ngon nó béo. Nghe không Minh, trời nhai nó luộc. Thôi video cũng dài rồi. Mình với lại anh hai và Long và Chuột xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong một video tiếp theo ạ. Mọi người. Chào cả nhà. Chào nhà. Cả nhà thấy hay nhớ like và chia sẻ nha, đừng quên subscribe. Hết kìa nè. Rồi anh hai làm hết luôn nè. Làm hết luôn. Vô. Dạ, vô. Ê cha, cái bụng anh hai chắc phải 2 thùng. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Đã quá.